Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đối với cái cục x trừ 2y, mình sẽ biến đổi thành như thế này. Đó chính là 2x cộng cho 1 trừ cho 2y trừ cho x. Sau đó chúng ta có trừ 1. 2y cộng cho x nha. Còn cái này là chúng ta có số 2 nhân với lại 2y cộng x. Thì cái cục này nè, chúng ta thấy rõ 2x trừ cho x ra 1x, 1 trừ 1 ra 0 trừ với trừ 2y. Bây giờ cái cục này nè, mình sẽ biến đổi thành như thế này. Sau đó chúng ta có số 4 là 2 bình phương. Chúng ta lấy số 2 ra bên ngoài. Số 2 chứ lộn. Bây giờ chúng ta lấy cái cục này nè, nhân lên trên. Tại vì 2 mũ 1 với số 1 ở đây, cho nên chúng ta có 2 số 1. Bây giờ chúng ta xét phương trình như sau. Bây giờ chúng ta đạo hàm cục này. Đạo hàm của hai mũ T là hai mũ T Ln2 nhân với lại T. Còn cái T kia là số 1. Chúng ta thấy rõ các cục T ở đây thì đó chính là cái cục này. Tuy nhiên hai cái cục này nè, lúc là cũng là số dương. Cho nên cộng lại cái này T là số dương, cái này cũng là số dương. Như vậy cái cục này cũng là số dương luôn. Như vậy cái này lớn hơn 0, hàm số đồng biến. Như vậy chúng ta áp dụng hàm đặc trưng. Thì có nghĩa là 2x cộng 1 sẽ bằng 2y cộng x cộng 2. Như vậy trong trường hợp này, chúng ta sẽ đẩy cái chữ x sang bên trái, số 1 sang bên phải, 2x trừ x ra 1x, 2 trừ 1 ra 1. Như vậy chúng ta sẽ có x bằng 2y cộng 1. Và chúng ta sẽ thế cái cục này vào đây. Như vậy chúng ta có 2y cộng 1. Chúng ta thế vào đây. Như vậy 2y trừ y ra 1y. 1 trừ 2 ra trừ 1. Trừ 1 cộng 2037 là 2036. Còn này trừ 2y. Bây giờ chúng ta sẽ đi khảo sát hàm số cái cục này. Bây giờ chúng ta đạo hàm lên thì chúng ta sẽ có như thế này. Đạo hàm cục này sẽ là 2 mũ y trừ 1 ln 2. Sau đó chúng ta đạo hàm y trừ 1. Đạo hàm số 1 ra số 0. Còn y là ra số 1. Còn này ra số 1. Còn này ra 2y. Còn này hằng số chúng ta ra số 0. Sau đó chúng ta cho b phải bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Thì chúng ta sẽ có cái cục này sẽ bằng 0. Như vậy cái này sẽ là 2 mũ y nhân cho ln 2 chia cho số 2. Tại vì chúng ta có 2 mũ trừ 1 chính là 1 chia cho 2. Đẩy cái hai cái số này sang bên kia. Như vậy chúng ta sẽ nhân cho 2 chia cho ln 2. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hai cái hình. Hình đầu tiên là hình này.
Và hình thứ hai là hình này. 2 mũ LNI á, thì nó sẽ đi như thế này. Giả sử mình chọn cái trục này là chữ Y nha. Còn cái này mình chọn là chữ A đi. Thì bây giờ chúng ta cho 4LN2 cộng 4LN2Y. Thì đây chính là cái phương trình A sẽ bằng 4 chia cho LN2 cộng cho 4 chia cho LN2Y. Thì tại vị trí Y bằng 0 là nằm ở vị trí này. Thì chúng ta ra 5.77 gì đó. Thì chúng ta sẽ có cái hệ số này sẽ số dương. Cái đồ thị nó sẽ đi như thế này. Như vậy, hình của chúng ta có thể thấy rõ ở đây có hai vị trí giao điểm, một vị trí này, hai là vị trí này. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái đề nha. Cái đề của chúng ta bắt đầu từ số 1 cho đến số 3. Thì trong cái hình của chúng ta cũng bắt đầu từ số 1 cho đến số 3. Tuy nhiên, khi chúng ta thấy số 1 và số 3 vào phương trình thì chúng ta thấy rõ 2 mũ 1 thì chúng ta ở vị trí này sẽ là số 2. Nhưng mà vị trí 1 này khi chúng ta thế vào thì nó ra kết quả là 11.54. Có nghĩa là khi y bằng 1 thì chúng ta có giá trị A là 11.54. Tại vị trí y bằng 3 thì chúng ta có 2 mũ 3 là số 8. Tuy nhiên khi chúng ta thế số 3 này vào đây thì chúng ta ra kết quả là 23. Có nghĩa là cái đường đường thẳng này nè vẫn còn cao hơn cái đường dưới này. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta gọi đây là A đi, đây là B đi. Và bây giờ chúng ta đi khảo sát hàm số. Mình sẽ đi theo giá trị của y nha. Bây giờ mình chọn số nằm giữa chữ A và chữ B, đó chính là vị trí y bằng 1 của chúng ta. Khi chúng ta lấy số 1, chúng ta thế vào đây nè. Thì chúng ta ra số âm. Như vậy dấu bên đây sẽ là dấu cộng, qua đây dấu cộng luôn. Và chúng ta biết số 1 và số 3 sẽ nằm ở bên trong chữ A và chữ B. Tuy nhiên hai cái số này không phải là cực trị nha. Vì mình thế vô nó không có bằng 0. Điều này chứng tỏ từ số 1 đến số 3 nó sẽ là hàm số nghịch biến, nó sẽ đi xuống. Như vậy, đề muốn đi tìm giá trị nhỏ nhất thì đó chính là ở vị trí y bằng 3. Vì cái giá trị của chúng ta nó nằm ở dưới này. Như vậy, chúng ta chỉ cần thế số 3 vào đây. Và chúng ta bấm máy tính. Chúng ta ra 2035. Ơi lộn 2025. Và đây chính là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.